Xin chào tất cả mọi người, những người yêu Lan và đặc biệt những người yêu Lan hài. Thì đây, hiện tại thì mình đang có một chậu hài hằng đó, hài hằng. Còn đây là một chậu hài hương. Đấy. Hai chậu này thì là hồi phát triển mèo là bằng nhau hết đấy mọi người. Đấy. Thế mà bây giờ là bông hài hằng thì bây giờ mới đang như này thôi. Còn hài hương của mình thì nở rồi. Hài hương của mình tính ra hôm nay là ngày thứ hai đó, càng nhìn rất đẹp luôn nha mọi người. Cây hài hương này là có mèo rồi, mèo nó nhú nhú một tí ở bên trong ấy, xong mình về mình trồng đấy, chứ cây này không phải là mình trồng từ khi mà nó bé đến khi nó có mèo. Wow, anh em có thích chơi hài không? Mình khá thích chơi hài. Mình cũng mới bị nghiện ngập cái môn này từ năm ngoái. Nhìn nó hay hay. Cái bóng của nó này. Hài hương. Kể ra mà có bông hài hằng luôn ở đây thì đẹp. Thì so sánh là cho mọi người đọ sắc thì hay hơn. Nhưng mà rất tiếc là hài hằng của mình, hài hằng bông này của mình khéo phải 3 ngày nữa mới nở mất. Đấy. Mà hy vọng là trời nó cũng không mưa. Tại vì mưa mình để bên ngoài như này thì cái này nó sẽ cũng rất nhanh tàn. Đó. Đây. Ai chưa biết phân biệt hài hương và hài hằng, đây là lá hài hương. Đây. Hài hằng. Hài hằng có những cái lượn lượn sóng sóng này. Đấy. Hài hương thì lá nó thẳng hơn. Đó. Trước cái này là cả một bụi của nó, nhưng mà có mỗi mèo thôi mọi người. Này, bây giờ cây cũng đang phát triển này, đây. Cây hài hằng thì bây giờ ở đây, bên này cũng đang phát triển. Về thì may sao thì nó cũng không bị thối mèo. Nhìn đẹp lắm mọi người, kể ra mà có hai bông hai bên nhìn thì phê hơn, nhưng mà mình nghĩ chắc là khoảng 3-4 ngày nữa là sẽ bông này nở và bông này cũng vẫn còn khá là đẹp. Đấy. Thì chắc chắn mình sẽ có một video giới thiệu với mọi người. Đấy. Hai bông đẹp luôn. Cái này nó phải tầm, các bạn đợi mình tí nhá, mình sẽ lấy thước và đo kích thước của bông hương này cho mọi người. Mình đã quay trở lại rồi đây, là cầm trên tay một cái thước. Đây. Ui. 11 sen luôn mọi người nhá. Rộng 11 sen luôn. Wow. Rộng 11 sen. Cái cánh này của nó này. Cánh này 4 sen rưỡi. Wow. Đây. To phết nha mọi người. Tầm 11 12 sen đấy. Wow. To quá. Trước mình có bông gì nhỉ? Bông giáp với cả bông táo thì nó nhỏ hơn. Nhưng mà nhìn bông hương phê thật. Nhìn thích á. Wow. Rồi. Chúc cho tất cả anh em nào mới chơi hài thì bình tĩnh nha, mình chết nhiều rồi. Sẽ được ngắm hoa thôi. Đó. Thì ở video sau thì khi mà cái bông hằng này nó nở thì mình sẽ quay hai bông cùng một lúc cho mọi người khoe sắc.